Chào mừng anh em đến với sự kiện Cánh Xuyên. Hôm nay em sẽ làm clip này hướng dẫn anh em cách cột ga của dòng máy Kubota này, áp dụng cho hầu hết các dòng máy Kubota nha anh em. Anh em nào biết dành hồi xin cho qua, còn clip này em dành cho mấy anh em nào ở vùng sông xa mà chưa biết xài dòng máy xe đó, thì giờ em làm hướng dẫn cho anh em cái clip này. Thì hiện tại trên này mà mình có 4 lỗ hay 4 ốc nè, mà để tiết kiệm thời gian để em tháo ra sẵn cho anh em ha. Giờ em sẽ tháo ra, máy này máy mới nè. Cái này hơi tối anh em, đây trong đây có lò xo, em sẽ mở ra đó, tháo cần ga nè anh em. Giờ tiến hành cột ga ha. Đây trong đây có lò xo lớn nè anh em coi nè, thấy không, thấy lò xo lớn chưa, mày thấy không? Rồi tiến hành mình sẽ sử dụng một phòng duy trì. Mình xài dây cột quá nè, đừng có xài dây bằng nhựa ha. Dây bằng nhựa lâu ngày nó sẽ giãn hoặc đứt. Còn dây chì này rất là tốt. Ở đây chờ xíu em lấy thêm cái kìm nữa ha. Đây một cái kìm gấp này, còn một cái kìm mình lại sẽ sọt cái dòng chú U anh em. Đó vô mình sẽ móc cái lò xo ở trong. Này hơi dày quá. Xài ngắn chút. Khoảng cái 2 đến 3 phân thôi. Nói chung là làm thì nó cũng không có gì là khó, nhưng mà đầy đủ điều kiện thì nó rất là dễ anh em. Đầy đủ như hai kìm này thì rất là dễ, còn anh em mà mò tay thì vô rất là khó nha. Đầu không biết lấy đâu qua. Nếu cửa nó muốn dễ dàng nên tháo mặt này ra thì móc nó dễ hơn ha. Này em không tháo ra nên làm thì nó hơi khó hơn chút. Tiến hành móc đi. Hẹp quá thì khó khăn chứ. Dây này hơi bự anh em ơi, bự nó chắc ăn để xài lâu một chút. Còn dây yếu yếu xài nó dễ đứt lắm. Chịu khó một lần đầu tiên mình làm chính chắc, còn sau nó mất công mình làm cho tới tầm đuôi. Để tiến hành mình bẻ anh em ơi. Làm quát móc rồi đó ha, chống ruột. Anh em nên nhớ làm khéo khéo để nó bị chặt ra, nó hụ ra không á. Bóp sao cho nó khéo khéo, gọn gàng. Chị bự nó hơi khó à. Rồi xong rồi đó, rồi đó, đơn giản gì thôi nè, giờ mình lắp ghép rồi. Rồi xong clip đến đây, em xin được phép kết thúc tại đây. Anh em nào có nhu cầu thắc mắc gì đó cứ liên hệ alo em hoặc bình luận dưới, em sẽ trả lời cho anh em. Còn anh em nào biết gành rồi xin phép cho qua ha, tại vì em làm clip này dành cho mấy anh em nào chưa từng sử dụng tới dòng máy Kubota này.
Rồi cảm ơn em.